Chào chị Hồng Quyên, không biết là thời tiết hôm nay ở miền Tây Nam Bộ có gì đáng chú ý vậy chị? Xin chào buổi sáng các anh chị cùng với quý vị khán giả. Miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay thì vừa có nắng mạnh vào buổi trưa chiều lại vừa có mưa dông về chiều tối. Sau khoảng 10 giờ sáng thì nắng sẽ lên chói chang và duy trì cho tới 3 giờ chiều. Theo nắng thì chỉ số tia cực tím cũng ở mức gây hại cao tới sức khỏe của chúng ta. Như là tại Cần Thơ chỉ số tia cực tím hay là chỉ số tia UV là ở mức 8, còn ở Phú Quốc và Cà Mau chỉ số tia UV sẽ là ở mức 6. Di chuyển dưới trời nắng mà bằng xe máy thì nhiều chị em phụ nữ thường lựa chọn những cái chiếc áo có tài dài để che nắng cho cả đôi chân của mình. Nhưng mà nếu áo quá dài, có thể sẽ bị gió thổi và cuốn vào bánh xe, nguy hiểm cho quá trình tham gia giao thông, thậm chí là có thể gây tai nạn. Thực tế là đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vì thế mà các chị em hãy lựa chọn cho mình những trang phục chống nắng thật gọn gàng và vừa có thể đảm bảo cho sức khỏe. Cùng với nắng mạnh thì quý vị sẽ có cảm giác bị nóng hơn khi mà nhiệt độ tại Cần Thơ và nhiều nơi khác ở miền Tây Nam Bộ sẽ trong ngưỡng là từ 32 cho tới 33 độ. Có một số nơi thì cảm giác mát mẻ hơn như là tại Phú Quốc hay là Bạc Liêu, mức nhiệt cao nhất là 31 độ. Với riêng Đông Nam Bộ thì trời sẽ còn cảm thấy nóng hơn nữa khi mà mức nhiệt cao nhất là ở quanh ngưỡng từ 33 cho tới là 34 độ. Sau 3 giờ chiều, mây dông sẽ lại phát triển và gây mưa rải rác ở Nam Bộ. Những nơi mà có màu xanh đậm như thế này như là tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long hay là ở Cần Thơ, lượng mưa sẽ có thể từ 25 cho tới 50 mm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra những tình trạng như là lốc sét hay là gió giật mạnh. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Trên biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo tiếp tục dự báo sẽ còn có mưa dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn bị hạn chế giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Cảm ơn chị Hồng Quyên. Hy vọng quý khán giả kịp theo dõi để sắp xếp cho các hoạt động của mình ngay trong buổi sáng ngày hôm nay.